Bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay có thông tin nào nổi bật? Và tôi thì có một cái thông tin là giá hoa hồng dịp 8 tháng 3 của Đà Lạt có thể là tăng gấp 10 lần. Vì sao như vậy thì tôi và Ngọc Như sẽ thông tin cụ thể để nhà vườn được biết. Bên cạnh đó là tình hình sản xuất tiêu thụ nông sản của nông dân Lâm Đồng và con đường chinh phục các thị trường khó tính của nông sản Việt. Ngọc Như và Sơn Hiền xin điểm qua một vài thông tin nổi bật hôm nay. Giá bưởi da xanh ở nhiều tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên giảm gần phân nửa do sản lượng dồi dào. Cà rốt, hành lá sấy khô bay đi Nhật, Hàn, nông dân có tiền tỷ, tỉnh Hải Dương đẩy mạnh liên kết. Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, đó là những loại nào? Những mô hình sản xuất thông minh linh động của nông dân Hậu Giang thích ứng biến đổi khí hậu, thời giá, thị trường. Nhà nông biến thung lũng Atiso thành điểm du lịch thu hút khách tham quan. Kính thưa bà con nông dân, trong khi giá cam sành tăng trở lại mấy hôm nay, ngược lại bưởi da xanh hiện đã giảm gần một nửa so với thời điểm trước Tết Nguyên đán 2019. Bưởi da xanh tăng giảm thất thường cũng không có gì lạ đối với nhà vườn, nhưng mà hiện nay thì bưởi da xanh Bến Tre được công ty bao tiêu mua để mà xuất khẩu. Vậy thì cái việc giá bưởi bấp bênh thì tôi cảm thấy rất là tiếc cho bà con. Tôi cũng có cùng suy nghĩ như chị Ngọc Như vậy. Biết là bưởi da xanh cháy hàng có thời điểm là thương lái giàu tận vườn tranh mua với giá cao, nhà vườn lời lắm. Nhưng mà giờ thì giá bưởi còn bao nhiêu? Mời bà con tìm hiểu thị trường này, thông tin mở đầu của tiểu mục thị trường nông nghiệp trong ngày. Hôm Tết, bưởi da xanh loại 1, loại từ 1,2kg một trái trở lên, dao động từ 50 đến 55.000 đồng một ký. Loại 2 trọng lượng từ 1kg đến dưới 1,2kg một trái, có giá từ 40 đến 45.000 đồng một ký. Thì hiện nay, mỗi loại đã giảm khoảng 20.000 đồng một ký. Theo thương lái thu mua bưởi cho biết, giá bưởi giảm là do ở một số tỉnh như Bến Tre, Bình Phước, Lâm Đồng đang vào thu hoạch rộ, với sản lượng lớn nên làm cung vượt cầu. Tuy nhiên sau thời điểm này, bưởi da xanh có thể sẽ tăng giá trở lại. Hiện nay riêng huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang có trên 200 hectare bưởi, trong đó bưởi da xanh chiếm khoảng 20% diện tích. Hôm nay là ngày 4 tháng 3 rồi, còn vài ngày nữa là tới lễ 8 tháng 3. Những dịp lễ như thế này thì hoa hồng rất là hút hàng, giá tăng cao nữa. Năm nay thì cũng không ngoại lệ và có thể là giá sẽ tăng rất là cao vì lượng hoa hồng Đà Lạt, thủ phủ hoa cung cấp ra thị trường sẽ giảm ít nhất là 30%. Giờ đây là thông tin mà tôi và anh Sơn Hiền vừa tổng hợp được từ ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết. Và các vừa qua dự kiến giá mỗi cành hoa hồng có thể sẽ tăng gấp 10 lần so với ngày thường. Thời tiết Đà Lạt năm nay có sự thay đổi khác biệt so với những năm trước khiến hoa hồng chậm nở. Hơn 15 ngày qua, nhiệt độ vào ban ngày tại thành phố Đà Lạt tăng cao trên 30 độ C, về đêm nền nhiệt lại xuống thấp, có thời điểm dưới 12 độ C. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, biên độ nhiệt lớn khiến hoa hồng nói riêng và nhiều loại hoa khác phát triển không bình thường, khó canh thời gian nở hoặc chậm nở. Theo ghi nhận tại những làng hoa lớn trên địa bàn, hoa nở muộn sẽ diễn ra trên diện rộng. Nông dân và các vựa hoa tại thành phố Đà Lạt lo sẽ thiếu hoa cung cấp cho thị trường vào dịp lễ 8 tháng 3. Đa số vựa hoa không dám nhận hợp đồng do không dự báo được thời điểm nở của hoa. Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất ở địa phương, trong tháng 2 năm 2019, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nhập khẩu 60 lô giống các loại, bao gồm 14 chủng loại cây trồng với gần 4 triệu 500.000 cây củ, ngọn, hạt hoa các loại và gần 120.000 cây chanh dây từ chín nước như Hà Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Pháp, New Zealand, Israel, Đan Mạch, Ý, Canada, v.v. Bên cạnh việc nhập khẩu giống cây trồng từ nước ngoài về, các doanh nghiệp trong tỉnh đã xuất khẩu trên 27 triệu cành, cây, ngọn, hoa các loại, gần 382.000 ký khoai lang tươi, đông lạnh và hàng trăm ngàn ký hạt điều và cà phê hạt xuất khẩu đi 17 quốc gia trên thế giới. Những năm qua, hành, tỏi đã trở thành cây trồng chủ lực của người dân các huyện Kinh Môn, Nam Sách, Hải Dương. Để nâng cao giá trị của cây hành tỏi, nhiều doanh nghiệp cơ sở chế biến đã tìm cách chế biến sấy khô hành tỏi, đặc biệt là đã có doanh nghiệp xuất khẩu thành công sản phẩm hành lá, hành củ sấy khô sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Trước trong Tết Nguyên đán thì cà rốt ở Hải Dương bí đầu ra, cà rốt để đỏ đồng. Nghe anh Sơn Hiền nói thông tin cà rốt với hành lá được xuất khẩu sang nước ngoài thì tôi cảm thấy rất là vui cho bà con nông dân. Sấy khô xuất khẩu là một cái cách tiêu thụ nông sản qua xử lý công nghệ thay vì chỉ xuất khẩu tươi, các mặt hàng nông sản Việt Nam sẽ đa dạng quá hơn, đúng không ạ? Và thông tin để bà con mình cùng vui ạ.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương, vụ đông năm 2018-2019, tổng diện tích trồng cà rốt trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1.200 ha với tổng sản lượng khoảng 43.000 tấn. Về tình hình tiêu thụ, cà rốt tươi của tỉnh Hải Dương chủ yếu được các công ty, doanh nghiệp và thương lái thu mua đem đi tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung, miền Nam và các thành phố lớn. Hiện sản phẩm cà rốt Hải Dương đã được một số nhà nước thu mua sơ chế, chế biến để đưa đi xuất khẩu, chủ yếu là xuất sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Theo đó, cà rốt loại 1 vô thùng đưa đi xuất khẩu, loại 2 sẽ được đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh miền Trung, miền Nam, loại 3, 4 sẽ được các cơ sở đưa về chế biến, sấy khô hoặc cấp đông để xuất đi nhiều thị trường khác nhau. Nhiều công ty đang liên kết cùng nông dân sản xuất cà rốt sạch. Giá mua bình thường dao động từ 3.000 đến 6.000 đồng một ký tùy loại. Theo các doanh nghiệp, thị trường Nhật sẽ mua từ cà rốt củ nhỏ đến to nếu đạt chuẩn sạch về thái lát hoặc làm nước ép. Đối tác Nhật Bản sẽ đến tận ruộng kiểm tra nguồn nước, đất trồng, theo dõi lịch gieo cấy, thu hoạch đúng ngày. Họ cũng thích mua cà rốt Việt Nam hơn cà rốt Trung Quốc vì chất lượng thơm ngon hơn. Riêng hành lá, giá thu mua từ 6.000 đến 7.000 đồng một ký lá hành. 14 ký lá hành tươi sẽ làm ra 1 ký lá hành sấy khô. Với sự tham gia liên kết, thu mua của các doanh nghiệp, những năm gần đây, cây hành, tỏi được người dân Hải Dương trồng quanh năm. Việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường xuất chính ngạch bằng cách đàm phán, làm việc với các đối tác được Bộ Công Thương tăng cường thực hiện. Mới đây là Hội thảo phát triển xuất khẩu nông sản chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Và vì sao phải cần đàm phán chính ngạch với thị trường này? Bởi vì đây là bạn hàng lớn và so với Việt Nam thì gần ở trên đất liền nữa, có dân số cả tỷ tư sẽ tiêu thụ nhiều nông sản. Điều quan trọng là đàm phán xuất chính ngạch sang Trung Quốc để giảm rủi ro cho bà con nông dân lâu nay. Năm 2019, việc xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc sẽ trở nên khó khăn hơn do chính phủ hai nước đã thống nhất quản lý xuất nhập khẩu theo hướng chuyển dần sang chính ngạch, giảm tiểu ngạch. Doanh nghiệp Việt phải chuẩn bị để vượt qua những rào cản kỹ thuật để có thể xuất khẩu vào thị trường tỷ dân. Năm 2018, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt giá trị 3 tỷ 810 triệu đô la Mỹ. Trong đó, riêng thị trường Trung Quốc chiếm trên 70%. Một chuyên gia thị trường Trung Quốc nhấn mạnh, các doanh nghiệp Việt cần đảm bảo bao bì có thông tin truy xuất chất lượng, nguồn gốc ghi bằng tiếng Anh và tiếng Trung, phải có mã vạch và tem chống hàng giả. Bên cạnh việc quản lý khắt khe về chất lượng nông sản nhập khẩu, Trung Quốc vẫn có những chính sách tạo điều kiện cho nông sản của Việt Nam. Hiện tỉnh Quảng Tây Trung Quốc có 7 cửa khẩu được chỉ định nhập khẩu hoa quả của Việt Nam. Nếu doanh nghiệp Trung Quốc nào nhập khẩu 3 loại hoa quả là thanh long, nhãn, măng cụt sẽ được vay vốn ưu đãi. Việc siết chặt nhập khẩu của Trung Quốc tuy sẽ làm khó chúng ta bước đầu, nhưng sẽ giúp nông sản Việt dần dần làm tốt nhiệm vụ cải thiện, nâng chất lượng, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Vậy, cách làm nào để đáp ứng những yêu cầu này thì nông dân trong nước đã thực hiện ra sao? Mời bà con xem tiếp chương trình. Trong bối cảnh sản xuất ngày càng khó khăn, sự khắt khe của thị trường buộc người nông dân phải thay đổi tư duy sản xuất, đó là phải sản xuất sạch, hữu cơ, áp dụng theo công nghệ cao, công nghệ 4.0 như vậy. Một tỉnh còn nhiều khó khăn như tỉnh Hậu Giang đã xuất hiện những cách làm hay, có những cái sản phẩm xuất ngoại do đạt được chất lượng. Nhưng mà so với bà con nông dân ở vùng công nghệ cao Lâm Đồng, thì hiện nay nông dân Hậu Giang đang dừng lại ở việc sản xuất sạch theo hợp tác xã, tổ hợp tác, việc ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều. Vậy mà những hợp tác xã đã có những đơn hàng xuất khẩu đều rất hiệu quả. Và nhiều cách làm của bà con thì tôi mới nghiệm ra rằng là làm nông nghiệp thông minh không có nghĩa là phải đưa những cái công nghệ cao vào sản xuất, mà làm nông thông minh còn xuất phát từ những cái sáng kiến, những cái cách làm riêng của bà con nông dân. Mời bà con xem cách làm của nông dân Hậu Giang đang hội nhập ra sao ạ. Thay đổi tư duy, nông dân Hậu Giang không sản xuất cái mình có mà biết lắng nghe thị trường. Nếu 3 năm trước, tính chỉ khoảng có hơn 200 mô hình sản xuất sạch, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Lô Bình Gáp, thì nay con số này đã tăng lên khoảng 520 mô hình, trong đó lĩnh vực trồng trọt chiếm khoảng 70%. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, sau hơn 2 năm thành lập, hiện Hợp tác xã Tiến Nông, xã Vĩnh Viễn đã có hơn 27 hộ tham gia, với tổng diện tích gần 40 hectare bưởi da xanh. Trong đó có 20 hectare được chọn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tại đây, tất cả các khâu từ sử dụng phân hữu cơ, tỉa cành, làm cỏ cho đến xịt thuốc, rải phân đều được bà con ghi chép vào sổ nhật ký theo đúng quy định. Sản xuất an toàn dù có tốn kém và tốn công, nhưng những người nông dân này vẫn chấp nhận với mong muốn tạo ra trái bưởi sạch đạt giá trị cao.
Bà con nông dân trong hợp tác xã cho biết, nông dân có quyết tâm cao mới làm trái cây sạch được. Cùng với chuyển hướng sản xuất an toàn, nông dân Hậu Giang còn chủ động sản xuất theo yêu cầu xuất khẩu từ các công ty doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 50 mô hình liên kết sản xuất, trong đó cây ăn trái chiếm khoảng 50%, cây lúa khoảng 20%, còn lại là các mô hình chăn nuôi gia súc và thủy sản. Con số này tuy không nhiều nhưng đủ để thấy thiện chí của nông dân mình. Một điểm nhấn mới đầy triển vọng là trái mãng cầu sim của bà con Hậu Giang đã bay thẳng đến tận trời Tây thông qua những sản phẩm chế biến với giá trị tăng lên 5 đến 10 lần. Riêng trà mãng cầu, nước ép từng bước khẳng định vị thế mới trên thị trường trong và ngoài nước. Hay gần 35 hectare trái chanh không hạt trồng sen tràm đạt chuẩn Lô Bình Gáp của hợp tác xã Hiệp Phú, huyện Phụng Hiệp được doanh nghiệp bao tiêu với 15.000 đồng một ký để xuất sang Hà Lan. Bà con sản xuất sử dụng phân hữu cơ vi sinh cho cây và đi theo xu hướng của thị trường, tạo uy tín cho thương hiệu rồi sản xuất theo cái thị trường cần. Những nông dân Hậu Giang đã thực sự thay đổi. Đó là tư duy làm kinh tế nông nghiệp chứ không phải sản xuất nông nghiệp như trước đây. Hiện nay, mô hình nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên được áp dụng ở Hậu Giang là trang trại dưa lưới của ông Võ Văn Trưng ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp. Học hỏi cách làm này, nông dân Hậu Giang đang mở rộng diện tích. Nông dân đang tiến đến làm nông thông minh. Vâng, và tôi nghĩ sản xuất thông minh cũng còn là bắt đầu từ những cái cảm nhận thị trường rất là tốt của người nông dân nữa. Như người thanh niên 9X ở Lâm Đồng, tôi sắp giới thiệu với bà con cũng như là anh Sơn Hiền đây. Anh nông dân này biết chọn cái loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của Đà Lạt, một cái loại cây thương hiệu của Đà Lạt hiện nay. Ở đó thì anh vừa bán sản phẩm thu nhập cao, vừa làm du lịch, đặc biệt là du khách rất là mê đến đây. Bí quyết nào như vậy? Mời bà con cùng nghe anh chia sẻ. Đây là thung lũng Atiso rộng hơn 5 sào của thanh niên 9X Trần Minh Tuấn ở đường Mê Linh, phường 9, thành phố Đà Lạt. Nếu xung quanh là những khu vườn nhà kính hiện đại, thì thung lũng Atiso của gia đình lại nổi bật hơn cả bởi khoảng không gian thoáng đãng, xanh mát với bông Atiso. Gia đình Tuấn đã gắn bó với cây Atiso được gần 20 năm, Tuấn cũng khá am hiểu về cây trồng này. Sau 4 năm làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018, Trần Minh Tuấn đã bỏ phố lên cao nguyên đầu tư chiều sâu, khép kín quy trình theo hướng sinh học hữu cơ, phục vụ khách tham quan trải nghiệm tại vườn Atiso của gia đình. Ở Việt Nam mình chỉ có 2 vùng trồng được Atiso, đó là Đà Lạt và vùng Tây Bắc. Nhưng mà ở vùng Tây Bắc thì bông nó lại không tốt bằng ở Đà Lạt mình. Tại vì ở đó thì do khí hậu nó khác, còn ở Đà Lạt mình khí hậu nó tốt hơn, phù hợp với cây Atiso nhiều hơn. Tổng thời gian dự kiến thu hoạch hoàn toàn một cây Atiso nó là tầm 8 tháng. Là loại cây trồng có thể tận thu từ thân, lá, hoa và cả rễ, cây Atiso trồng tại Đà Lạt có hàm lượng các hoạt chất cao nhất so với những nơi khác. Sau thời gian khá dài canh tác, cây Atiso mang lại thu nhập khả quan cho gia đình, 150.000 đồng một ký bông tươi, 75.000 đồng một ký lá khô, 250.000 đồng một ký rễ khô, 150.000 đồng một ký thân khô. Atiso lại là loài hoa biểu tượng của thành phố Đà Lạt, vì thế song song với phát triển sản xuất, Tuấn bắt đầu phát triển ý tưởng kinh doanh của mình trên vườn Atiso. Tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng chỉ từ tháng 12 năm 2018 đến nay, trang trại Atiso của gia đình đã đón tiếp hơn 100 người đến tham quan, chụp ảnh và mua các sản phẩm Atiso. Trong 3 năm gần đây thì em thấy lượt khách ghé Đà Lạt rất là đông. Dạ. Cho nên là em mới nghĩ ra cái ý tưởng là tại sao mình có một cái vườn như thế này mà mình không mở thêm du lịch nữa. Chủ yếu là ở Đà Lạt mình thì làm nông nghiệp phát triển chung với du lịch thì chỉ có vườn dâu thôi. Dạ. Còn như Atiso thì em thấy là chưa có. Dạ. Cho nên là trong tương lai thì còn khoảng 2-3 năm nữa thì em nghĩ là sẽ đông. Những phiến lá Atiso kết nối thành một thảm xanh nối dài, trên đó đung đưa từng hàng nụ, bông mơn mởn căng đầy, khá hấp dẫn đối với du khách trải nghiệm khám phá sinh trưởng của một trong những loài cây dược liệu đặc sản bậc nhất của phố núi Đà Lạt. Xin cảm ơn bà con và quý khán giả đã đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Chúng tôi xin kết thúc bản tin hôm nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.